Sáng ngày 23 tháng 11, thông tin từ Công an huyện Bá Thước, Thanh Hóa cho biết đã có báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy về thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc một cô gái nhiễm HIV lây nhiễm cho hơn 40 người đàn ông. Qua xác minh, Công an huyện Bá Thước làm rõ thông tin trên là không đúng sự thật. Thông tin này đã gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận, tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và hình ảnh du lịch huyện Bá Thước. Công an huyện Bá Thước đề xuất Thường trực Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện không phát tán, đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự địa phương.